Ok, 2 giờ bạn đã trở lại với Shino Minh, mình là Chu Nghệ Minh đây. Giờ chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series GTA 5 siêu xe ha. Và hôm nay chúng ta đã trở lại với một con xế sang nha mọi người. Trở lại với series siêu xe trong GTA 5 ha, sau một thời gian gọi là tạm tạm dừng mấy ngày để mình nghỉ dưới ngơi tịch dưỡng một xíu các bạn, do gọi là bị bí tưởng các bạn, như là bị áp lực công việc quá. Mình vừa livestream mà vừa ra clip quá nhiều á, nên mình kiểu mình cảm giác mình hơi bị ngợp trước công nghệ các bạn. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi tầm 2-3 ngày thì mình cũng đã ổn định rồi các bạn, mình đã cũng kiểu ổn định tư tưởng này làm video cho các bạn xem nữa rồi ha. Và sắp tới mình có rất là nhiều dự định làm những video thiệt hay cho các bạn xem luôn, những series gọi là series siêu đỉnh luôn các bạn chưa nghĩ tới luôn, nên các bạn nhớ để lại một like, một subscribe ủng hộ mình nha. Và đây mình sẽ review cho bạn xem, đây là một con Rolls Royce nha mọi người. Con Rolls Royce là con Rolls Royce Wagon 19 nha mọi người. Đó, tên của nó là Rolls Royce Wagon 19 các bạn ơi. Cái đặc điểm đặc biệt của Rolls Royce nhất là nó có thể đi qua những cái gờ giảm tốc. Ây da, thấy các bạn tông của nó không nghe tiếng các bạn, đó là cái điểm đặc biệt của Rolls Royce các bạn. Nó rất là êm ái các bạn, chở gọi là chở chủ tịch đi luôn các bạn rồi. Đó, đây chiếc Rolls Royce các bạn ơi. Ủa sao gương gặp lại rồi, ủa sao không cặp gương ra, ủa cái gương nó mở ra ta. Má bậy bạ hết sức các bạn ơi, cái gương sao nó cụp vô vậy, nó không yêu trong. Oh my god, chiếc gương của tôi nó bị lỗi các bạn ơi. Chắc là gương này sang Việt Nam các bạn ơi, phiên bản này phiên bản Việt Nam bạn ơi, chạy không cần gương các bạn ơi, sợ bị lặt gương đó các bạn. Lặt cặp gương của Rolls Royce các bạn biết tại cũng giá là 15-20 ngàn đô các bạn, một cặp gương các bạn là tầm 400-500 triệu các bạn ơi, các bạn tin nổi không? Một cặp gương của chiếc Rolls Royce này nếu mà bị lặt mắt thôi các bạn là tầm giá rơi phải 400-500 triệu. Nó mọi người biết kinh khủng cái nào không? Bởi vậy phiên bản này là phiên bản dành cho thị trường Việt Nam bạn. Cặp lại hai cặp gương cho chắc các bạn ơi. Kiểu này mỗi lần xuống xe bạn tháo hai cặp gương bỏ xe cái người muốn đi đâu đi các bạn ơi. Nói với cái logo bạn ơi, thấy logo Rolls Royce phía trước không, nó cũng ập xuống luôn các bạn, nó không hiện lên ha. Biển số cũng chưa dám lấy luôn mày ơi. Phiên bản này phiên bản Cupo ha. Phiên bản này hai cửa, Cupo hai cửa nhưng mà vẫn 4 ghế nha mọi người. Hai ghế sau nó hơi hẹp một xíu thôi. Để kiếm chỗ nào mình đậu lại review cho bạn xem ha. Đó, chạy ở đây các bạn, Rolls Royce là chạy rất là im các bạn, ngồi trên xe các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, ngồi trên xe đi đường nè các bạn, nó im gì đâu các bạn ơi. Đó, Rolls Royce này nó kiểu nó phong cách cổ điển, rất là cổ điển mọi người ơi. Nhìn nội thất cái vô lăng cái kiểu kìa, rất là cổ điển luôn. Xe này mang tính chất là đẳng cấp các bạn ơi, màu đỏ quá đẹp luôn. Đó, chạy lên các bạn không, chạy nhẹ nhàng ơi, chạy Rolls Royce phải chạy tốc độ tầm 40-50 hơi mới cảm giác được cái sự im ái của nó. Đó, thấy không, chạy cần như xe là như không dao động các bạn. Đó, đều để thử qua mấy gờ giảm tốc cho bạn xem ha. Rolls Royce được mệnh danh là qua gờ giảm tốc là bánh xe không giật mà. Cái gì má, cái gì mấy má khùng cái gì bạn, xe mình chạy ngang nó la kìa bạn, ngáo rồi chứ mấy má nội này mẹ bệnh gì bạn. Ok ha, nó chạy nhẹ nhàng 40-50 km/h ha. Đó, đó thấy không bạn ha, bánh xe nó gớt lên gớt xuống luôn các bạn, chứ xe nó không rung các bạn ơi. Nhìn nè, cái gờ này nó to các bạn nên mới thấy ha. Ứng chạy qua mấy gờ giảm tốc cho các bạn xem ha, chỗ này sao không có gờ giảm tốc nào hết ta, mấy gờ giảm tốc các bạn. Đó, đó nghe tiếng phụ không bạn, lên thử mấy gờ giảm tốc nè. Đó, cái gờ này cao đương nhiên nó phải giật các bạn ơi. Đó, và thử lùi xuống nhẹ các bạn coi bánh xe nó gớt xuống nè. Đó, nó gớt từ từ xuống các bạn thấy không, thấy không, rất là im ái luôn mọi người. Chạy xe là các bạn không nghe tiếng xe luôn các bạn ơi. Đó, rất là im các bạn. Đây, để review nhẹ cửa mở gượt nha mọi người, động cơ đang mở luôn nè. Nó đây chiếc Rolls Royce của mình nha bạn, cái này WRN 19 nha mọi người. Nó rất là đẹp bạn, lớp của Rolls Royce nè bạn ơi, lớp này Continental các bạn. Ôi sao nhiều lớp đi thằng Continental các bạn, Continental là lớp của thằng của chiếc Kia Seato, mình cũng chạy chiếc sử dụng lớp Continental rồi, mọi người. Mà chắc lớp này lớp xịn các bạn ơi, lớp mình là lớp hạng hạng bình dân các bạn, còn lớp này dạng cao cấp luôn các bạn. Continental hình như là hãng này của Đức các bạn, phanh phanh Rambo luôn nè. Không, phanh không phải Rambo các bạn ơi, phanh Rolls Royce các bạn ơi. Phanh là đĩa phanh Rolls Royce luôn. Rolls Royce ha, 2 chữ G ha, logo huyền thoại luôn các bạn. Thấy không, cái gương gập vô các bạn ơi, sợ bị lật các bạn ơi. Sợ bị lật gương cứ cập hai gương vô luôn các bạn ơi. Xe kéo rất là dài các bạn ơi, nó trường các bạn không? Nè các bạn nhìn cái vải đậu xe thông thường các bạn, nếu đậu xe này xe dư ra vừa khít cái đít luôn các bạn ơi.
Bạn nhìn chiếc xe kế bên này các bạn, trước dư một đống nè, sau cũng dư thêm một khúc nữa, bạn là biết chiếc xe Rolls Royce này nó dài cỡ nào á mọi người, nó dài, nó bự, nó bề thế cỡ nào ha các bạn. Đó, mình đang đậu kế một con kia cho bạn xem á. Này để mình chạy qua đậu cho bạn xem ha, con xe mình nó bề thế cỡ nào ha. Nó bự lắm. Ê. Nó vô lộn số tiếng à, chạy lộn số tiếng này á, số ghe. Không chạy lộn số tiếng. Đó, lên. Đậu kế con này cho bạn biết. Đó, dừng. Đó, các bạn, xe nó dài các bạn, con nhỏ, con kia nhìn nó mini đó bạn. Nhìn nè bạn thấy không, xe mình như khủng bố vậy, xe mình nó bự. Cái đầu nó dài mà nó vuốt cao phía sau cũng dài nữa bạn. Ăn gì mọi mặt nó bạn, nó cao, nhìn nó trường xe nữa bạn. Nhìn thấy không, đậu kế một chiếc xe thể thao các bạn thấy không? Không thể nào so với Rolls Royce được. Rolls Royce là gọi là bất tử, Rolls Royce bất diệt bạn. Ôi, mình mới phát hiện thêm là cái logo phía trước cũng bị ẩn xuống các bạn. Cái logo này các bạn đi ngang lật cái là ngàn đô bạn, lật cái là ngàn lô. Ngàn đô cái logo pha lê của Rolls Royce này mọi người. Cứ đi ngang mà tiện tay lụm cái logo cái là ngàn đô, nên cái phiên bản này nó cũng dẹp luôn cái logo mọi người ơi. Đó, để test nhẹ nha. Ok ha, bây giờ mình sẽ đi test nhẹ con Rolls Royce này ha mọi người, có nó im máy cỡ nào nha. Nó chạy nhẹ nhàng trước. Nó chạy nhẹ nhàng cỡ. Xuống cái gờ các bạn thấy không, nghe im không bạn, nghe phục hơi nó im ha. Chỉ ẹt ẹt thôi chứ nó quá như là mấy con kia nghe cụp 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 gì á má. Ai làm gì mấy má đâu. Mở cửa. Mở cửa. Đó. Các bạn đi qua cái gờ các bạn, nó gọi là mở cửa phong cách Rolls Royce các bạn ơi. Không cần nói nhiều với mấy này chứ các bạn, mấy này nếu mà nó biết điều của bạn là nó mở cửa mình rồi. Thì ra, sơn xịn các bạn ơi, sơn vậy mà cũng không chạy luôn mọi người. Quá xịn luôn ha. Ủa nó nốt. Tin tin, dừng lại bạn ơi. Họ chạy xuống bên này cái. Thì ra, ôi, ơi. What? Mình biết tông bể cái xăng các bạn ơi, what the fuck. Oh my god, mình lạc tay lái mà tông bể cái xăng nhưng mà mình không sao luôn nè mọi người. Cái điều đặc biệt là mình không sao luôn các bạn ơi. Ủa, quên nữa, mình đang chỉnh mắt tử xe. Ừ hả, mang chỉnh mắt tử xe các bạn, hàng chỉ tông bóng xi nhê các bạn ơi. Ôi, quên. Ê, cái gì á. À, không, chỉnh cái chế độ kia, bậy. Bậy. Bậy, không chỉnh chế độ đó được, rồi. Đó, đây là chiếc Rolls Royce không phải Phantom nha bạn ơi, bản này là bản bình thường nè. Chiếc Rolls Royce bản đủ đó bạn. Đó, nó cũng 1910 với mình ha. Đó, phiên bản đó phiên bản cũ rồi bạn, phiên bản này là phiên bản giống như là thể thao các bạn ơi. Đó, chạy Rolls Royce các bạn phải đẳng cấp, phải quý tộc. Và đáng lẽ mà phải mặc vest các bạn ơi để mình chuyển sang Michael các bạn ơi, chúng ta chạy Rolls Royce chúng ta không có thể đầu đường xó chợ gì đâu. Xe không có độ gì hết nha mọi người, Rolls Royce nó không có độ gì hết á. Mọi người nhớ để lại một like, một subscribe để cho mình động lực làm thêm nhiều video mới các bạn ơi. Mấy nay đang bị thiếu động lực, cần nạp vitamin C từ các bạn fan mình để ủng hộ mình tiếp nha các bạn ơi. Dạo này đang bị vitamin đuối các bạn ơi, các bạn hãy tạo động lực cho mình nào. Cho mình thấy các fan của mình và truyền tinh thần cho mình làm thêm nhiều video nha mọi người. Đó. Chạy nhẹ lên các bạn nhớ nha, mình có lịch live stream trên online vào lúc 12 giờ mỗi ngày nha mọi người. Chạy nhẹ lên trên đây gái. Đó, đi thử cầu thang xuống các bạn. Các bạn thấy con Rolls này nó im không nha. Đó. Nó hơi cả gầm xíu các bạn, do gầm thấp mà đi đường cầu thang phải chịu thôi. Đó, mình sẽ chạy mấy cái đường này các bạn để coi xe nó im không, mà đi mấy đường này mới biết các bạn ơi. Con bạn đi mấy cái đường như là đường đó có mấy gầy dập tóc các bạn, còn đi mấy đường cao tốc bảo đảm cái xe này nó im im gu các bạn. Ôi, ơi, cái giường sao băng cái trần ánh sao trên Rolls Royce các bạn, độc quyền luôn mọi người, hơi bá đạo luôn á. Ủa đó bạn thấy không? Các bạn thấy không? Thấy dàn gặp của nó im ngay giờ. Đó. Nhìn nè, ngồi trong xe đó bạn. Đó. Từ từ chậm xuống. Từ từ chậm lại nó. Đó, thấy không? Nó im ngay chưa? Im ngay giờ. Đó, nó hạ xuống rất là im các bạn ơi. Đó, xuống rất là im luôn. Đẳng cấp Rolls Royce, đẳng cấp nó chỉ nằm ở chỗ này các bạn, chỗ đi ra cái gờ giảm tốc nè bạn.
mình thử chạy nhanh đó các bạn, coi là các bạn nhìn chạy chạy chậm thì các bạn thấy đó, chạy nhanh nè. Đó bạn thấy không? Bạn thấy đẳng cấp chưa bạn? Nè chạy chậm nè bạn, mình sẽ cho bạn khác biệt giữa xe thường và xe Rondo đó bạn, chạy chậm nè. Những xe bình thường nó sẽ như vậy, nó dở lên dở xuống, các bạn thấy thân xe nó giật lên giật xuống không nè. Nè giật lên giật xuống đó các bạn. Rồi để mình chạy cho bạn coi tốc độ tầm 40 km/h nha, coi hệ thống phuộc trong Rondo nó xử lý như thế nào nha các bạn. Mình thử tốc độ 50 nè. Đó bạn thấy không? Nó lướt ra rất là nhẹ luôn mọi người. Nó làm nó đi qua rất là mượt luôn các bạn. Chỗ này đất hơi chinh đó. Đó. Im lắm mọi người ơi. Mình kiếm chỗ nào mà có gờ giảm tốc các bạn, mà đường bằng phẳng các bạn, mình cho bạn coi. Tại chỗ này cái gờ xuống các bạn. Đó thấy không? Cái bánh xe nó rớt xuống liền luôn các bạn. Đó thấy không? Bánh xe nó không nhảy luôn mọi người. Nó xịn các bạn, hiểu nó xịn cái nào đó. Trời ơi, cái phục nó im, chạy nhanh nó mới thể hiện được nha bạn, chứ chạy chậm mà xe nào cũng như xe nào các bạn, nó bánh không phải lên rồi xuống. Còn quan trọng là con roi các bạn nó mới xử lý được những cái pha gọi là đẳng cấp như vậy. Còn mã lực của chiếc này thì tí mình ra cao tốc mình test thử nha. Giờ mình thử đi đường sốc cho bạn xem ha. Đó, chạy tầm 50-60 đi. Đó, rồi bạn thấy con roi nó bám thế nào. Nhìn xe vậy chứ đã thương hiệu này, thương hiệu đẳng cấp bạn, thương hiệu đến từ Anh. Rolls Royce là bạn biết quý tộc cái nào rồi đó. Kiểu quý tộc Anh ngày xưa mới mua được mấy xe hiệu Rolls Royce này các bạn. Quý tộc được trong hoàng tộc hoàng gia các bạn, gọi là hoàng gia chứ. Đấy, ở châu Á mình gọi là hoàng tộc chứ ở nước ngoài ta sẽ gọi là hoàng gia. Hoàng gia Anh, nữ hoàng Elizabeth đồ ha. Watch out, man. Đó. Phanh cái kiểu đồ phanh xịn lắm mọi người ơi. Ngồi trong cảm giác ngồi trong chiếc con rồi các bạn. Đó. Sắp tới mình đang dự định là mua thêm cái vô lăng nữa các bạn, để làm thêm nhiều clip cho các bạn xem nữa cho nó phê. Mà không biết chừng nào mới mua được các bạn. Đó, qua dịch mình tính đi Cần Thơ mua cái. Đó. Im ha. Leo im ghê ha. Đó, leo im ghê ha. Ui. Được thật sự các bạn ơi. Được thật sự. Ui, đó. Gặp thấp nhưng mà anh leo là phải nói là đẳng cấp luôn á, đẳng cấp Rolls Royce luôn các bạn. Đó, gầm thấp mà anh sẽ leo lội qua chỗ nước này nè, đẳng cấp, đẳng cấp nó lên tất cả các bạn ơi. Một cái một qua luôn, một cái một qua luôn, không nói nhiều mọi người, đẳng cấp nó lên tất cả. Đó. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ chạy ra cao tốc nha, để coi khả năng lái của xe này trên đường tốc độ cao như thế nào nha mọi người. Đó, đẳng cấp luôn rồi. MT không được gọi là sang chảnh, không được mang tiếng gọi là sport ha bạn, kiểu như siêu xe chạy nhanh tốc độ cao bạn. Con roi thì nó không được nhiều người biết đến, chứ là một chiếc xe gọi là chạy tốc độ cao bạn. Nhưng mà để mình thử coi nó có chạy hay không nha mọi người, chạy hay dạy dở nha. Ok, chúng ta đang trên cao tốc, nãy giờ xe mình chạy được 8 cây các bạn ơi. Đó, khả năng tăng tốc các bạn cũng lên 200 km/h ha. Số 2 cũng giọt lên 200 mà cũng máy cũng khỏe, động cơ mạnh đấy. Này em chạy thử nha. Đô bây giờ 120, 140, 180. Kéo lên không thua gì ai đâu bạn ơi. Đó. Tát nhẹ cái. Rồi xe nó khả năng xe tới đâu nha mọi người. 250 nè. 300. Chiếc này không cần số xe cũng có thể test mắt bít nó được. Đó lắc qua. 100 các bạn ơi. Đó, mới 400 mà 4.8. Xe đã chạy về tới số 6 các bạn ơi. Với cái tốc độ 400 này các bạn, mình đi slow motion bây giờ mình cảm giác như nó rất là chậm luôn các bạn ơi. Không như hồi xưa các bạn, hồi xưa lúc mà chưa chạy trạng thái vô cực các bạn thấy 400 này là nó nhanh lắm rồi, bây giờ chạy trạng thái vô cực rồi nó khác các bạn. Thời thế thay đổi rồi. Đó, lên số 6 nè. Xe nào mà không ôm cua được cái cua này 400 này thì xe đó dở các bạn ơi. Thiệt. Chiếc nào không ôm được cái cua này 400 là nó dở. Đó, chiếc này đi 500 này bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình nói thiệt không? 400 mà không đi ôm được cái cua này là xe đó dở. Con đôi này học nằm trong số đó bạn ơi. Nhanh anh vô kìa. Xin lỗi nha, anh chạy qua rồi. 500. Không tới 500 mà vận tốc tối đa của chiếc Rondo này là cỡ. Ê!
Rồi cỡ gần 400-500 km/h rồi, đó là vận tốc tối đa của chiếc Honda này. Chiếc Honda mày hôm tai nạn thẳng rồi, xe vẫn lao đi thẳng rồi mọi người, một điểm đáng khen. Xe khi bị tai nạn vẫn đi thẳng tắp các bạn ơi, bị bóp hơi nhẹ xíu các bạn ơi, hồi tụt cỡ đó các bạn mà nó mớp có chút xíu kìa, quá kinh các bạn. Bảo vệ người an toàn, người lái là thôi rồi, bể kính lái rồi, xe bể kính lái ha. Lên 200, 220, 240, 206, bắt đầu thử lụa nè, thử làm dài đường nè, làm dài đường. Ôi trời ơi, má tránh nhau chưa gặp chỗ dừa, quỷ yêu này, mày tránh nhau chưa gặp chỗ dừa các bạn ơi, cũng nạn thật. 200, 240, 250, 260, 600. Ủa lộn, 206 chứ tị. Ây da, ây da, tai nạn. Im các bạn ơi, chiếc này chạy im. Chiếc này mình đánh giá là một trong, thử chạy đường đêm các bạn ơi. Thử ra cao tốc chạy đường đêm các bạn, thử ra ban đêm thôi, chiếc này chạy làm sao. Bạn ngày ok, ngày dạ. Nó đuổi xe mình, nó biết xe mình là xe gì các bạn ơi. Mấy trong ga tanh mày nó hơi bị ngáo bạn. Không biết anh đang đi drone gì rồi. Anh đang đi drone rồi qua anh 18. Đó, trời tối các bạn, ôi trời tối đèn đít nó đẹp nha mọi người. Trời ơi, đẳng cấp con roi mà chạy này buổi tối bảo đảm chị em cho anh Phố nhìn cái là gục trứng. Mình nói thiệt bạn, nhìn chiếc này thôi con trai còn muốn gục trứng nữa mà đừng nói chi tới con gái các bạn. Quá lịch lãm, quá đẳng cấp. Đó, đèn thì hơi bị sáng luôn mọi người ơi. Hôm nay là trời có trăng các bạn. Đó. Ôi cái giường ngàn sao trên cái chân của Rolls Royce mọi người, ngồi chị em chỉ có là rụng trứng trên xe, rụng trứng đập bập 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 luôn á, rụng trứng với trứng gà trứng vịt với mọi người. Đó, mặt trăng kìa. Đó, tốc độ giới hạn của chiếc xe này là tầm khoảng 180 mọi người, khuyến nghị nên chạy tầm 180. Bạn thấy tốc độ lên 180 đỏ mà 190 các bạn ơi, chúng ta nên chạy dưới 190 nếu chạy chiếc Rolls Royce này bạn. Tại Rolls Royce này nó thiên về êm ái, bạn muốn chạy nhanh thì vẫn được, mà gọi là khuyến cáo của nhà sản xuất thì nên chạy dưới 190 thì nó sẽ hiệu quả hơn ha. Đó, đi đêm bạn, đi đêm chiếc Honda này nè. Anh Phương đang quay RK ha, đúng lúc mình quay tựa game này các bạn. Giờ này hai anh em mình livestream xong, hai anh em mình nhiều công chuyện quá mọi người. Đó, mình livestream xong mấy bữa nay mình giống như mình bị bệnh các bạn, mình bị ho các bạn, bữa mình dầm mưa về mình bị bệnh nên cũng hạn chế chơi ai ta, không phải hạn chế gọi là bữa đó mình mấy nay mình mệt mình không chơi không nổi luôn các bạn, không có ra clip cho bạn xem luôn các bạn biết rồi đó. Đó nên các bạn nhớ like tập đây ủng hộ mình để mình với anh Phương có thêm động lực làm video các bạn nha. Sắp xếp thời gian anh em làm 9 AK tiếp nha mọi người. Đó, chạy ban đêm cũng phê, thử tối nữa rồi, tối trời mây rồi. Ôi trời ơi, trời mây đó bạn. Tắt xe luôn, chạy một mình coi. Đó, chạy một mình, đèn sáng mọi người ơi, đèn sáng lắm. Chạy một mình vô tư. Nó đèn sáng đó mọi người. Chạy một mình vô tư. Đó, chỗ đây có đèn đường thì còn đỡ dữ nữa, để đi lên thử đường gần cái. Đó, chạy một mình vô tư coi ơi. Vô tư thoải mái, con gà mái luôn. Cua nhẹ cái 100 km/h, 2 3 đó, cua nhẹ cái 3. Có đèn phanh trên cao đó mọi người, đó xe có đèn phanh trên cao đó không, đèn của xe này cũng sáng lắm mọi người, sáng cả một vùng trời luôn các bạn. Đó bạn thấy không, ôi ơi sáng chân nữa các bạn ơi, sáng rồi là kỷ lục của bạn, nhưng mà nó không có chiếu xa lắm mày ơi, nó chiếu gần thôi các bạn, tầm khoảng 50 m đổ lại ơi. Nó tới cây nè bắt đầu thấy nè, đó mày thấy đánh lái qua không, mình xóa đúng rồi có ồ thử trời mưa rồi, đi trong điều kiện trời mưa rồi. Đó phải đi mấy xe xịn xịn này mà trong mưa bão đó mọi người ơi, phê lắm.
Ngồi trong xe coi xe nó im không. Nó 20 đập đập không, ngồi trong xe nè. Im gu luôn. Không nghe tiếng mưa nữa các bạn. Được chưa, nó thử kéo tốc độ rồi. Nói, lớp xe nó rít các bạn nghe không. Tiếng nó lớp nó rít đó. Bởi vậy đừng mưa mọi người chạy chậm chậm nha mọi người. Cẩn thận nha các bạn. Chạy xe máy, chạy xe hơi cũng vậy các bạn. Chạy mưa các bạn nên hạn chế chạy tốc độ cao, chạy tầm 40 trở xuống thôi, mình nói thiệt luôn á. 40-50 chạy trở xuống thôi bạn ơi, nguy hiểm lắm. Đó, bạn thấy chật nước ghê không? Đó, còn đó là quyết nghị ở ngoài nha bạn, còn trong game thì có nhiều bắt nhiều bạn hư gì sửa. Ôi giời, nước nó giặt các bạn ơi. Nước nó giặt mà té nước luôn bạn. Bứt tóc rồi. Nó chặt cua các bạn. Thử thắng gấp nè, thắng. Ô, khá là im ha. Đậu xe vô nhà coi trời mưa quá. Cho nó ra ga nào đậu ké các bạn ơi. Rồi rồi không thể đậu giữa trời mưa được. À đây rồi. Đó rồi rồi. Ôi có đèn hông các bạn. Có đèn đánh lái nữa các bạn ơi. Đèn hai bên nó gần ngầu vái tèo. Đó. Vô đậu ké các bạn, trời mưa quá. Đậu chạy mất công dơ xe. Xe dài quá bạn ơi. Có đèn lui nữa kìa. Tít 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 tít. Đó. Hệ thống tự động đậu xe nữa các bạn. Dạ ok, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây mọi người. Nếu bạn thấy hay đừng quên để lại một like, subscribe đồ channel của mình nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Like để mình có động lực làm thêm nhiều video mới nha các bạn ơi. Bye bye mọi người, hẹn lại mọi người video tiếp theo. Không lộn. Bye bye các bạn, yêu dấu.